hình như ba xã của Lan thì đang phát hiện ra nấm cả nhà. Wow, đúng rồi, hệ đẹp không này, này này, ú vào vào vào, được chưa, nấm được chưa này cả nhà. Vì nếu mà xuống sớm thì chắc tầm 2 ngày trước thì một ngày trước thì nấm còn gọi là mới nhô ra thì nó đẹp hơn, còn đây nó nở căng hết rồi cả nhà, không biết ở đây này. Ừ. Bữa này con biếng hái nhỉ, không chịu hái nấm hả, hái nấm muối đi con đấy. Con không chịu hái nấm. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục đi tìm. Ừ, như ngày hôm nay thì nấm muối thì đã nở căng hết rồi cả nhà. Không còn. Hình như là không còn búp hết rồi, giờ nó đã nở căng hết rồi. Đây này. Hình như đây là hôm qua. Hình như hôm qua người ta cũng nhiều hả? Nhiều. Rồi, ok. Từ. Đây này. Vì có quá. Chân phải bới ra cỏ để nhìn nó kỹ hơn, sạch sẽ hơn đây này. Đó. Ở đây nữa nhá. Chúng ta sẽ đi xem trước đây, chúng ta sẽ hái sau. Đây này. Đây, có đường mọc luôn trên cây cây này này. Ôi trời ơi, khó nha. Khó hái này, khó hái rồi. Cái này khó hái được cả nhà. Để đây cũng được. Ở đây nữa cả nhà. Ôi đây nó. Ôi mọc tốt tung tế luôn. Mà chưa nó chọc năm tợ nữa. Đây là được. Vì nấm này thì hôm qua người ta cũng hái trong đám này một lần rồi. Vì đây thì nó nở lại. Nó nở lại tối nay. Vì tối qua thì người ta hái hết rồi. Đây này, cả nhà. Đấy. Đấy, đám này nữa. Ồ, đây nữa, cả nhà. Ồ, nhiều hả? Nhiều thấy chưa, cả nhà? Ôi, trời, báo từ đi. Đúng má, cái con kinh có nó cũng ăn hả? Này, con có nó cũng ăn này nè. Khổ thiệt chứ. Đây. Ôi dồi ôi, nát lá rồi.
Đây. Ú, con này này, con mọt hồi nãy nó ăn rồi cả nhà. Là hai nhá cả nhà. Hai. Cái này này nếu mà hôm qua thì nếu mà thấy nếu mình xuống hôm qua thì ngon nha. Bậy ngân lưng. Ôi trời ơi, con nghịch à? Nghịch đâm nghịch nấm. À, tay này nhiều nè cả nhà. Wow, 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 wow. Cả nhà thấy gì không ạ? Wow, wow. Ừ, lật nhẹ nhím lên ha. Cậy lên đấy. Ông bị nhà thóc. Như là mình nói là để bà xã thì lấy cái gì cho nó thế thì này cỏ quá mà cây cây này chứ này nè cây cây này chít chùi da thôi hết chì luôn. Mó ô con bé nghịch nha. Rồi chúng ta chờ rồi chúng ta hái nha, chúng ta hái nha. Ôi cây nó mối thì không ngờ luôn ạ. À, hôm nay nó lại mọc nhiều như vậy cả nhà. À, gia đình Lan TV đi hái nấm muối thì nói chung ngày hôm nay thì đâu có ngờ nó lại mọc nhiều như thế này chứ cả nhà. Không ngờ luôn ạ. Ui cây cây đào quá, chết tay đào thật ạ. Ui nó mọc xếp luôn này. À, nó mọc xếp thế này luôn cả nhà. Chịu được ha. Ừ. Nó mọc luôn trên cây cây luôn mà cả nhà, đây cây cây mà mình hái cũng không tận mình hái mà không cẩn thận thì chỉ cần là chít dù da đau lắm, máu chảy luôn. Ui cái này khó hái nha. À, một chút chít trên cây cây luôn cả nhà. Nhiều quá đây này, thấy chưa? Ui, đau quá. Không được cả nhà ơi. Đau quá. Con chút cho nhà môi ấy, rộ bút. Nhà môi. Không còn đấy. Không còn đấy. À, lẻ lên mộ. Không lẻ lên. Rồi. Tiếp tục đi tìm.